Xin chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review về cái dự án ICO JPhone này. Ở đây là cái hệ thống chuyển tiền không phân quyền. Hiện tại cái việc bán mã thông báo token sẽ kết thúc sau 50 ngày, 20 giờ và 36 phút nữa. Với cái tính năng đặc điểm như sau thì đây là cái chuyển tiền quốc tế và địa phương với các ví tiền sử dụng cái P2P Exchange và có cái thẻ cho vay được xây dựng cho cái Messenger được mã hóa với việc mua sắm ngoại tuyến, một cái thị trường chứng khoán miễn phí dành cho mua sắm miễn phí. Nơi mọi người có thể mua và bán một cách an toàn và đáng tin cậy bất kỳ mặt hàng nào. Thì đây là cái vấn đề an toàn, thì hàng tỷ đô la không liên quan đến nền kinh tế toàn cầu, hàng tỷ tiền chuyển tiền mỗi ngày cũng như cái phí thời gian hiệu quả đáng kể người nghèo. Đây là những cái vấn đề hiện tại đang xảy ra, việc không minh bạch, có sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hệ thống, thiếu tiếp cận với thị trường tài chính toàn cầu, hơn 3,5 tỷ người chưa được kiểm soát. Thì hệ thống ngân hàng này dựa trên cái đám đông, an ninh tiền của bạn sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain của chúng tôi. Thì đây là cái cuộc hội thảo giữa cái Alice tạo cái mã QR mật khẩu cho cái bên Messenger cho Bob này. Và đối với Alice thì việc bắt đầu với số tiền tối thiểu hoạt động này của trên số dư cần thiết sau khi cái quét mã này tạo ra mật khẩu bị chặn. Và Bob với cái mã QR mật khẩu do Alice cung cấp thì liên hệ với người gần nhất là Dan, và sau đó khi cung cấp mã QR mật khẩu nhận tiền của anh ta sẽ bị trừ phí. Thì đấy là cái ví dụ về cái giao dịch trên Messenger. Về cái phần phân phối mã thông báo và sử dụng tài chính ở đây thì ở đây có 15% dành cho nhà phát triển hỗ trợ chương trình tiền thưởng, phát triển nền tảng là 45% và những cái 2% dành cho cái khác, 15% dành cho hoạt động, 13% dành cho tiếp thị, 10% dành cho pháp lý. Mã thông báo EFN là của JPhone này, không phải là cái cổ phiếu, cổ phần hoặc chứng khoán. Chúng sẽ được coi là cái một cái tiện ích, điều này và sẽ phép cho các cộng tác viên có được hàng hóa và được cái dịch vụ nền tảng. Ở đây thì cái phần phân bổ cái token này 50% dành cho ICO từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3, 10% dành cho phát triển support program, 5% dành cho marketing và thưởng, 10% dành cho đội nhóm tư vấn, 5% dành cho mở trước ICO từ 1 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, 10% dành cho đội nhóm team. Thì đây là cái lộ trình grab map của cái dự án này, là một cái nhóm phát triển giao thức phân cấp tốt nhất để trao đổi dữ liệu. Chúng tôi đang có kế hoạch mở thêm 3 văn phòng trên toàn cầu để thuê những cái thành viên nhóm tương lai tốt nhất, những người sẽ chia sẻ ý tưởng của với như cho chúng tôi. Thì cái giai đoạn ICO từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5 có thể phát hành cái beta trên hệ điều hành iOS và Android. Ngày 1 tháng 6 ký hợp đồng với các cố vấn pháp lý. Mùng 1 tháng 7 thành lập văn phòng tại Tallinn và phát hành cái bản beta V2 của cái SDK cho cái ứng dụng iOS và Android này. Mùng 1 tháng 8 bắt đầu thuê nhân viên. Mùng tháng 8 thì danh sách các đối tác phát hành cái TECO và ứng dụng phát hành. Tháng 11 sẽ phát hành cái market, cái thị trường phân cấp. Tháng 10 cuối năm 2018 thì sẽ office ở SP và có cái văn phòng tại Singapore. Thì cái phân phối mã thông báo đây để mua cái BTC, vui lòng liên hệ trực tiếp với cái hòm thư btc@jphone.com và một cái Ethereum bằng 7500 EFN. Các bạn có thể click ở đây để tham gia mua cái mã token này. Thì hiện tại là cái mở có 500 Ethereum, short card là 500 Ethereum, cái hard card là 1700 Ethereum. Và trong cái đoạn đấy là trong cái giai đoạn pre-ICO. Trong giai đoạn ICO thì có 11.500 cái Ethereum short card và cái hard card là 46.000 Ethereum. Đây là cái phần thưởng dành cho trong cái giai đoạn ICO. Mình sẽ tập trung vào ICO từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5.
thì phần thưởng ICO sẽ 20% trên 9.000 IFH, 15% bonus cho 8.625 IFH, 10% dành cho 8.250 IFH, 10% dành cho 8.025 IFH, 4% cho 7.800 IFH và 1 Ethereum bằng 7.500. Sẽ không còn bonus giảm giá nữa. Thì cái mã thông báo IFN không phải là cổ phiếu, cổ phần hoặc chứng khoán, thì họ coi đây là một cái tiện ích. Điều này sẽ cho phép các cộng tác có được hàng hóa và dịch vụ trong cái nền tảng của mình. Đây là cái đội team nhóm của cái dự án này, với đồng sáng lập với Fevri Amroho là cái đồng sáng lập và giám đốc điều hành, Jamie Abulai là đồng sáng lập và CTO, Anna Mamudo đồng sáng lập và giám đốc phát triển kinh doanh, Naila Lapkoskaya là bên phát triển, nhà phát triển, Valery Keba là nhà quản lý dự án, Alex Kolonsky nhà giám đốc phát triển sản phẩm, chuyên gia phát triển là Sergey Kinsevich. Đây là địa chỉ của cái dự án này ở Tallinn và kèm theo số điện thoại. Các bạn có thể để lại tên, email, lời nhắn ở đây, những thắc mắc để gửi cho họ qua cái đường link dưới để liên hệ với họ và gọi cho chúng tôi miễn phí ở đây. Thì trên đây là cái thông tin của cái dự án ICO JayPhone này. Trang web chính thức của dự án là ico.jayphone.com. Các bạn có thể lên đây để tham khảo thêm thông tin chi tiết về cái dự án ICO của cái dự án JayPhone này, với các những tính năng đặc điểm ưu việt và cái những và là một cơ hội rất là tiềm năng, các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.